Dạ cái lóc này cũng 700-800 gram ạ. Rồi có rồi. Còn đây, còn ớt nhẹp thế này. Từ nha. Cũng vui vậy. Rồi chảy luôn rồi. À cứ lòi luôn ha. Còn ớt nhẹp luôn sao. Đó. Mình cá bự nhiều quá nha, đi trên. Đôi còn nào mấy nhà mập nghe bên. Cá sáng được có thùng. Một lát luôn. Ồ, có dính này nha. Ừ, chết nữa. Ồ, gắn. Đâu có thùng gì? Gắn nữa nè, nó ăn con cá kìa, gắn vô cá. Ờ, gắn vô cá. Chụp luôn. Ồ, dính luôn. Wow. Không phải chuyện luôn nha ơi. Ồ, gắn vô cá. Quá to rồi, không thấy. Ồ. Con làm được cái nó vô cá luôn rồi chú. Ô dính. Cầm hai con cá luôn, cầm câu lên cá lên luôn nha. Quá trời đã cái nhà ơi. Hay gắn rồi. Em không thấy. Cầm sát vô. Giỡ coi. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Lần đầu tiên anh em mình cấm câu dính lương chính bên này gắn là ăn cá không? Khá bự nha. Cũng cả ký hay sao, không tới ký cũng tới. Cả ký vậy không tới 800 gram, cũng không thiếu nhiều. Quá đã trời, nó tá chín luôn rồi. Thu hoạch cái gì bầu buộc lại đến hồi quá. Anh sàn cũng hay quá. Có đường luôn. Bỏ vô hồi chưa khó hay buộc lại sao giờ? Ảnh mới lớn mà anh tính ăn nguyên con cá nha nha. Cá này mà anh dám lợi anh ăn nè. Có khi nào nãy giờ anh lôi sức cá mà không? Ừ. Cho khéo nè. Giờ cái đuôi kìa. Nặng như lắm nặng rồi. Ủa, sao nó có dính cá à? Dính chết rồi sao? Chết rồi. Sống. Chết rồi. Cái vậy thôi mà. Nụt lưỡi. Anh để cái túi gì ra không? Nguy hiểm vậy? Dạ, chụp nó. Chờ tay đâu nó cầm vậy. Dạ, chết rồi. Khô rồi hả? Dính tay trong luôn à. Chết luôn à. Để câu dính trong luôn à. Đang gắn này nằm quá đã. Có lồi nữa. Có lồi nữa. Nhiều bài lương. Khi nào lương không? Ừ. Tối dính lương giờ mơ dính lương này. Xảy ha. Chừng lương thiệt đấy giỡn ạ. Sáng này xảy nhiều quá. Tối sảy cũng cả chục con hết, chục cần. Không biết dính con gì mà sảy quá. Chờ lên luôn rồi. Ô, rồi nhào lên luôn rồi. Ô, có hàng à. Ừ,
Ôi, quá đã à. Ló lên, ngốp luôn. Rồi, nặng lên. đưa cái đầu lên luôn ha. Từ nghe đừng gặt. Ừ, không gấp đâu. Tối lên cái có vậy. Quá trời, hồi nãy cái đầu nhỏ sao ơi. Ừ. Ừ. Thấy bự hơn mà kéo lên bự ha. Cái này 400 gram không hết nè. Ừ. Dính mép không bởi vì nó sảy khỏi mà. Ừ, cái này nó uống tại lưỡi công. Ô giống hệt cái vậy luôn nè. Quá đã rồi. Rồi cần bên đây nó hết nè, hôm qua kia nhổ dài vô cái mất đó. Ô quá rồi. Ô quá trời công luôn hả. Cô gan sang biết sao đây. Tốn cái tay dính lương nữa nha. Ừ. Cái này lương ăn nữa không? Tuy nữa quá. Sáng đi nhiều quá. Xíu nữa anh em mình hái cây tàu ba này về nấu canh. Cây này cây tàu ba nấu canh rất là ngon. Oh, dính này. Có hàng à, chờ mỏ luôn nè. Còn sống à. Chừng hết trâu luôn. Tối bên đây cũng dính được con lươn. Giờ chừng hết câu rồi dính được con lóc nè. Lóc ở đây rất là khác cái lóc mình nha. Nó sọc sọc giống như cá dày. Tối dính được con dày nó sang thả luôn. Sang này lâu kiếm được con cái dày thả nữa. Chồng kiếm cái dày mà buộc dính cái dày mà con. Cho đi luôn. Xả lưới câu ra nó. Mà tối nhờ dây siêu bền nữa nha, chứ không có dây siêu bền là kể như con lươn đi. Lươn dính đã ha, nó nằm nó đưa cái mà động tới cái cánh rút gù rồi ha. Cuối cùng luôn nha đây. Bên đây không dính nè, kìa sảy quá luôn. Rút nhẹ con sao ơi. Còn mấy vậy? Ôi còn. Tôi cuối cùng dính luôn. Bự. Từ ha. Quá, còn mấy cô quá bự. Tôi cuối cùng dính con to luôn, nãy lần đầu tiên dính con to luôn. Wow, quá đã rồi. À, biết rồi. Ừ, quá đã. Ra dùm thấy không mất thèm à. Để bàn tay nha. Anh... Quá trời đã. Anh xẹp tay luôn á. Bữa nay được ba cá bự rồi ha. Sáng này quá im. Giờ anh em mình bỏ vô rồi về tới nhà mình đổ ra quẩy quả nhà xem. Giờ đổ ra không được, mình xuống đây không đem đồ theo được nhiều nữa nha. Cái phần xe vận chuyển nó hơi khó. Cái này kết quả hồi tối nha. Tối xảy rất là nhiều, được hai chú à, Dương Lương chào á luôn. Đây nè,
Quá đã ăn luôn. Sáng nay mình còn một con đã ăn con nữa hả? Sáng này được một chú gắn. Thêm một con gắn nữa. Cái này ngẫu nhiên nữa nè, lại thấy nó dính, nó đang con cá mình tóm câu chụp luôn. Sáng này dính được mấy con cá bự, quá đã. Đổ luôn. Này cục quả mình đây. Hai cục biết luôn. Nó còn đó nó bự. Cá lóc chà bá lửa luôn. Lóc này cá lóc. Chết hay gì? Chết hay sắp xong. Này, vô cá. Cũng mềm luôn. Sao nó hiền quá nha ta. Nó vô cá này nó thường nó hiền lắm. Phải vô tượng cái rồi nó giờ có rồi đó. Miệng nó không nói. Được, con gắn với con lương là nhìn thấy đã tình lên. Anh cầm gắn lương lên xem. Hai con này quá trời. Mày cầm không được rồi. Con lương sao cầm được. Lương phải coi cái miếng cước đó. Cầm cái đầu đó. Này này này, cầm được. Nâng níu cái đầu luôn đó. Đó đâu, nắm này là nó đâu dậy được đâu. Quá. Đây, thành quả sang đây. Đây con sư tử đó. Ở đây mần lương chứ mần gắn mình làm món này. Lương này mình làm nấu chua, còn gắn này thì mình luộc xả. Gắn này được 1 kg, hồi nãy cân được 1 kg nha, còn lương cân được 650 g. Bây giờ làm 2 món để mình dùng. Rồi làm món xong hết nha. Lương thì mình nấu lẩu chua, còn gắn thì mình luộc xả với củ cải trắng. Này có rau đắng luôn. Ở đây là có bắp chuối, ở đây là gừng chuối nha, bắp chuối rất là nhiều. Còn đây là tàu bay, ăn rất là ngon. Gừng nó có rất nhiều nha, những cây tàu bay nè ăn ngon lắm, giòn thơm. Còn đây là cam thất, cũng là dạng gừng có nhiều hơn. Sao vậy? Dạ giờ mình dùng đó anh. Xong hết rồi đó, đợi anh đó giờ. Rồi mở nhà dùng với anh em mình luôn nha. Quá. Hôm nay là chân cũng đó ngon không? Rồi cái quả này vô ha. Lưới hả? Lương làm gì là lẩu gì đó hả? Dạ lẩu chua, lương làm lẩu chua còn gắn luộc xả với coi cái giờ của cải trắng. Cái này thiết kế của ai đây? Dạ của bà xã em. Cái đuôi đâu? Mất rồi. Cái đuôi rồi. Sao mà sắp tay kia mất tay cái đuôi rồi. Hôm thành quả của anh em đi mà ấy đó. Vậy là có đủ ha. Giăng lưới cắm câu ạ. À? Cầm câu mà dính được con gắn với con lương nữa. Gắn lương cá này có ớt này kìa. Ớt đủ loại luôn. Bởi quên cái này nữa nè. Cái tô này nữa. Dạ. Trời gắn này là rất hiếm có nè. Lâu lắm không gặp. Gắn đi cá nha. Thôi đi. Dạ. Gắn ngấp ngấp rồi. Đó giờ mới cắm câu dính lương lần đầu tiên. Anh em vô cái anh em vô lương nướng khoái vô anh em nha. Vô đi gắn là bự quá thì ngon này. Làm miếng gắn đi, miếng gắn đây nè, rau đắng đắng đồng nhũ bụi luôn hả? Không, rau đấy, rau đấy ngon đó. Nghe gì tàu bay, tàu bay đó là mới ngon đó. Kiểm soát ta ngon mà ăn sống cũng ngon, nấu canh cũng ngon. Ừ, nấu canh cái chê một cái bể tay không địa luôn. Hồi sáng cắm câu em thấy nhiều máy á, em cũng không có biết ăn cho mấy nữa, em nghe nói thôi. Trời, cái này ăn rồi trời mát rồi, ăn này tối khỏi đâu nấu luôn. Dạ. Thử bán cạp đi anh.
Được rồi. Làm vậy. Trứng nè. Cái trứng nè. Giờ cho mấy người kia ăn hết mỏ xương. Ăn cái mặn cái trứng. Ăn hồi cái mỏ xương mặn mặn. Tao quýt cái mỏ mỏ. Ngon. Quá trời ngon. Làm đi kiểu gì. Cái trứng nè. Điều điều lại ký lương, lương này là lương lâu năm luôn á. Đẹp. Cắm quá nó gỉ càng câu á. Lương nhỏ là được nó 2 kg luôn. Hên hên. Nhỏ càng thử có 1 kg lù bậy. Lương sáng hả? Lương sáng. Lương U Bình Thượng mà. Trời, nó dữ lắm á, ngon cực kỳ luôn. Nước quá trời. Ngon. Chuyện cũng la nữa mày. Nước miệng chết. Ngon quá. Mềm luôn. Ở đây chắc mình dùng lương này hoài hả anh Sáu? Đây lương cái này nhiều ha. Ngon mà lương bự gì cũng hiếm lắm. Nhưng mà nhưng bự thì biết chỗ cắm dính à. Dạ. Chỗ này cắm dính là đúng không? Dạ dạ. Phải trong mấy cái mương mà có bịch bịch mà có năng có bọt mà nó thối nhiều là lương nó lỡ. Như này nhà anh thì anh mua chục chục luôn không cho mình đi đặt là có bữa ăn hoài lắm. Có gì á? Không mà lương gừng của mình đó là như vậy là lương này nó mới ngon bởi vì là lương thiên nhiên. Rồi ví dụ là mình cái đường mương nào mà nó có cỏ nhiều mà lâu năm hoặc là năng cỏ gì nó lưu niên á là bịch là lương này rất ngon lưu niên gọi là lâu năm đúng không? Ừ à, mà mới có lương này còn như mà lương mà kiểu mà đi theo bờ này nọ là lương nhỏ nhỏ nó đâu có ngon bằng lương này. Ừ. Mà lương này là lương những người lương bự là giả. À, nó hay quá thử anh Ly ơi. Hả? À, nó hay quá thử anh Ly. Cục đó nhanh lên. Hết rồi. Hai đứa đi ăn cơm kìa. Gắn này cũng ngon ha, ngon mềm. Gắn này ngon lên. Còn mà như gắn này á là loại gắn này là nó cũng rất ngon, thịt rất ngọt mà da nó rất giòn luôn. Béo không? Thơm. Ngon, thơm. Trời ơi trời, nhất là bộ đồ lòng này á. Mà thằng nào mà uống một lon mà quất hết bộ đồ lòng này chắc tôi quýnh mình đó chết luôn á. Đó mà mặn quá trời luôn á. Cái đó mặn lắm. Rồi anh gấp quanh anh làm. Trời ơi trời, không được đâu. Hả? Cái đó tôi nghe mặn mặn rồi đó. Tôi gấp mà tôi nghe mặn mặn rồi đó. Thì nè anh làm cái này cái mới nó ngon cho nó. Ờ cái anh đâu biết cái này phải không? Ừ. Trời ơi tuyệt vời luôn. Mà dùng mặn nha. Không mặn đâu, cái này nó cũng lạc mà. Anh nói ngon quá mà anh chưa ăn. Mình chưa chấm này còn lạc ha. Ừ. Nó máu ra mặn đó. Bây giờ là mình quất vô miếng muối ớt cái ha. À miếng muối ớt à. Trời ơi trời. Khỏi cần cắn rồi mới có. Trời ơi tuyệt vời gì đâu ông nội ơi. Là lương mình cũng chín rồi đó nha. Rồi, coi em rồi đó. Lương cũng là 70% á cả nhà ơi. Cái này nó sức trời rồi đó. Ừ. Đi đó. Bung wow. Rồi thịt nó bung rồi. Bung mềm là lưng mềm à. Nè, ngỏ thấy không? Thấy không cả nhà? Rồi gấp cho cầu miếng rồi, dương vô cầu thưởng thức trước rồi. Cái này của chủ nhà nè, đưa một cái lường này đi nè, đây. Không à, lường quả phải để chủ nhà nha. Ừ. Mấy lương gừng hay sao? Đã bạc. Gặp lương thiên nhiên. Không mà lương ông này nè, chỗ đang mình đang sinh sống. Ngon lắm. Hả? Béo không? Nó ngọt ngay à. Ê, từ từ. Cút gắn này chưa hết. Vô cái nhà ơi, vô. Nhà vô ổng lại lai kim ổng qua bên kia chút đi đừng qua em đây nhiều quá nhục chúng ta người ta đang ấy này vui chơi mà anh em mình về thưởng thành quả anh em mình sang bắt được hồi tối mà
Trời ơi, gắn mà dây cá mà hầm dưới mà củ cải trắng ha, mình xả ha. Trời trời nó ngọt bà con ơi. Bà ơi, nó ngon dữ lắm. Rồi bắp chuối gừng nữa. Ngọt. Bắp chuối trắng hả? Chuối gừng á. Chuối gừng khác là chuối mài chợ khác. Khá à. Chứ... đây là chuối gừng mình. Rồi mình dùng ly nữa anh Sang ơi. Chuối gừng nãy ảnh ở trong rừng. Còn chuối chợ là ở ngoài chợ. Rồi chúc mừng thành quả của anh em mình hồi tối săn bắt được. Rồi chúc mừng. Rồi video của mình tới đây cũng xin kết thúc nha nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau nha. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ngon quá. Cũng mời cả nhà dùng dưới anh em mình lần nữa nha. Đây, đầu chín rồi đây. Trời đã luôn. Gan đầu luôn. Đây này. Con lươn lẽ ra chín gắn. Dạ. Trời. Đây là rau gừng luôn á nha. Gừng không á. Đây rau trắng nè, rau trắng đồng nè. Dạ. Cũng là ở gừng luôn. Trắng đồng. Rất là ngon, ăn rất là ngọt xanh thao. Hỏng. Ăn sống ghê giảm được mà nhúng cũng giảm được luôn. Nhúng để vô kéo gà đã. Có vị thuốc nam luôn. Rất ngon. Cái này là vị thuốc nam, người ta gọi là rau trắng đồng. Dạ. Chứ không phải là rau trắng biển. Này mà nấu cháo cá lóc rồi bỏ vô mà nhúng cái canh chua này cũng tuyệt vời. Cháo là ra tự nhiên á, nhúng vậy là ra. Đang nhúng đừng có cho nó héo quá. Vừa gì là chấm muối ớt muối ớt chanh. Bỏ vô miệng. Nhai. Vừa cay cay vừa chua chua mà vừa nó nóng. Rất ngon. Quá ngon. Bây giờ thì sao mà nói sao? Bị thấy đắng quá. Vậy nhận không nhận em.